Cái kỹ thuật tiếp theo mình muốn giới thiệu ở đây là kỹ thuật nhấc bút cho con rùa. Thì mặc định là con rùa sẽ cầm cái bút và đặt xuống cái giấy, rồi đặt xuống màn hình. Tức là khi di chuyển đến đâu sẽ để lại nét vẽ đến đấy. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp chúng ta cần di chuyển đến một điểm khác để bắt đầu vẽ một cái hình khác mà không đặt nét vẽ. Thì trong quá trình di chuyển đấy chúng ta có thể dùng lệnh pen up trước khi di chuyển để nhấc bút lên. Thì cái bước di chuyển đấy sẽ không đặt lại vết mực nữa. Sau khi di chuyển đến địa điểm mới, đến cái vị trí mới và muốn tiếp tục vẽ hình khác thì chúng ta lại dùng lệnh pen down để đặt bút xuống và bắt đầu vẽ tiếp. Thì ngoài hai hàm đấy thì có một hàm khác nữa, hàm is down để kiểm tra xem là cái bút vẽ đang được đặt xuống hay đang được nhấc lên. Cái hàm này trả ra giá trị boolean, giá trị của logic. Bây giờ chúng ta có ba hàm, pen up, pen down và is down cho kỹ thuật này. Đây là một cái ví dụ là chúng ta cần vẽ hai cái nét vẽ này, hai nét vẽ này rời nhau, cho nên nếu chúng ta không có kỹ thuật pen up thì khi vẽ xong một nét này mà di chuyển đến đây thì nó sẽ tạo thành một nét vẽ nữa từ đây xuống đây, này là không đúng yêu cầu. Thì ở đây chúng ta cần phải dùng lệnh pen up, đầu tiên là pen sang 5 này, độ dày là 5, forward 200 vẽ nét này, nét đi sang đây 200 hoặc right 90 độ. Right 90 độ là từ đây quay xuống hướng này. Forward 200, di chuyển xuống đây là 200 bước. Vẫn là đang hướng như này. Bây giờ right 90 độ tiếp, quay sang đây và forward 200. Thì sau khi vẽ nét này thì mình phải pen up, nhấc bút lên. Đây, nhấc bút lên và di chuyển xuống thế này. Nó trắng, không vẽ gì cả để bút đang được nhấc lên. Đến đây mình phải pen down xuống để bắt đầu vẽ tiếp. Cái này là đặt bút xuống ở đây. Đấy là kỹ thuật dùng pen up và pen down.